Chiều nay tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm xuất bản số báo đầu tiên, tháng 6 năm 1943, tháng 6 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng chí Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ người làm báo Hưng Yên cùng nhau ôn lại truyền thống đầy tự hào trong suốt 80 năm qua. Tháng 6 năm 1943, Ban Cán sự Đảng tỉnh Hưng Yên thành lập báo Bãi Sậy, tiền thân của báo Hưng Yên ngày nay, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng tỉnh Hưng Yên. Trong đó, nhà văn Học Phi, đại tướng Nguyễn Quyết là những người có vai trò quan trọng thành lập nên tờ báo này. Đây là cơ quan tuyên truyền của tỉnh bộ Việt Minh Hưng Yên, có ý nghĩa như một ngọn cờ khơi dậy tinh thần yêu nước, vận động quần chúng tham gia cách mạng. Trong hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều tên gọi khác nhau, báo Hưng Yên đã có những đóng góp quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cổ vũ, động viên quân và dân tỉnh Hưng Yên nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Báo Hưng Yên đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển cho báo Hưng Yên. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho báo Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương, ghi nhận những đóng góp của báo Hưng Yên trong 80 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, báo Hưng Yên cần tích cực, chủ động định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội, phản ánh trung thực và đa chiều, tạo sức lan tỏa rộng rãi, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, người làm báo ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Báo Hưng Yên cần quan tâm hơn đầu tư cho công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đây vừa là thách thức nhưng mà cũng vừa là cơ hội. Nếu chúng ta tận dụng những cơ hội về chuyển đổi số của cách mạng công nghiệp 4.0, tôi tin báo Hưng Yên của chúng ta tiến nhanh, tiến xa để đem thông tin đến bạn đọc một cách nhanh nhất, trung thực nhất, chính xác nhất. Một tờ báo có ảnh hưởng khi nó được lan tỏa thông tin tới nhiều bạn đọc nhất. Và chúng ta sẽ có thể làm được điều này nếu như chúng ta ứng dụng mạnh công nghệ thông tin. Cho nên cái tờ báo điện tử của chúng ta, các đồng chí phải hết sức là quan tâm ở đây, đầu tư cho nó về chất lượng và hình thức đúng, trúng và hấp dẫn. Không giới hạn về đối tượng là công dân, là cán bộ, đảng viên của Hưng Yên. Bất cứ ai có thiết bị di động, có mạng xã hội, có internet đều có thể vào cái tờ báo Hưng Yên. Mình mang cái thông tin của Hưng Yên đến với cả mọi người dân trong cả nước và đem đi thế giới. Không gì quảng bá hay, quảng bá nhanh và tiết kiệm bằng cái việc đưa thông tin thông qua những các cái nền tảng số. Nhân dịp này, báo Hưng Yên điện tử ra mắt giao diện mới, được bổ sung nâng cấp các module theo xu hướng công nghệ mới, qua đó nâng cao khả năng cung cấp thông tin, tiếp cận và tương tác với bạn đọc.